Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái lối trang bị cũng như là bản ngọc cho vị tướng mà Dimit đang hit nha. Chính là Tulen nè. Chúng ta sẽ đi qua bên bản ngọc nha. Về bản ngọc cụ thể sơ bộ thì chúng ta sẽ sơ điểm về cái bản ngọc sơ bộ như sau. Thì về công phép đó là 57.3 và riêng giá phép là 80.8. Hút máu phép là 5% cũng như là tốc chạy là 5% và tốc đánh là 11%. Đi vào bản ngọc cụ thể, bản ngọc đỏ thì các bạn lên cho mình 3 viên công phép là 5.3 và 7 viên còn lại các bạn lên cho mình công phép 4.2 và riêng giá phép 2.4. Tổng cộng là 10 viên ngọc đỏ. Về bản ngọc tím thì các bạn lên cho mình công phép 2.4 và hút máu phép là 1%. Lên cho mình 5 viên, còn lại là các bạn lên cho mình tốc chạy và tốc đánh 5 viên. Đó, bản ngọc tím. Tổng cộng là 10 viên. Về bản ngọc lục thì các bạn lên cho mình 10 viên, xuyên giá phép là 6.4 cũng như là tốc đánh là 0.6% nha. Thì tổng quan về cái bản ngọc này có thể cố định là công phép là 57.3. Mình xin nhắc lại thêm một lần nữa, đó là xuyên giá phép là 80.8 cũng như là hút máu phép 5% và tốc chạy là 5% và tốc đánh là 11%. Đó. Thì về bản ngọc thì có thể cố định, nhưng mà về cái lối trang bị thì chúng ta sẽ linh hoạt theo trận đấu. Về lối trang bị thì mình xin trang bị về sơ bộ về lối trang bị như thế này. Về shop đầu tiên các bạn lên một cái đôi giày kim cương. Và shop thứ hai đó chính là một cái nửa món của cái đây, mặt nạ ma quá nha. Các bạn lên cho mình nửa món thôi. Và cái shop thứ ba đó là một cái vương miện để tăng công phép. Và cái shop thứ tư đó chính là hút máu phép viện trưởng. Lên một cái viện trưởng cho mình nha. Và cái shop thứ năm thì các bạn lên cho mình một cái quả cầu băng xương để miễn thương. Và cái shop cuối cùng có lẽ là chúng ta sẽ đi một cái ST cao, đó là mặt nạ Berit nha, để nhận công phép cũng như là giảm hồi chiêu và 30 hồi năng. Đó, đó chính là trang bị. Về phù hiệu, đây, về phù hiệu nè, các bạn nhìn nha. Thì mình lên tháp Phan Văn Minh nha các bạn. Đây. Ma quả nha, để tăng ST nè. Phù khổ mang ma quả. Đó, đó là về cái mà phù hiệu cũng như là bản ngọc thì có thể là cố định. Về trang bị thì các bạn lên cho mình một cách linh hoạt và hiệu quả nhất nha. Từng theo cái lối mà lối chơi cũng như là cái từng trận mà chúng ta sẽ lên trang bị cho nó ok nhất. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cũng như là theo dõi cái video của mình. Mong các bạn like và đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe cũng như là thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn nha.